Nhân sự kiện MC Nguyễn Ngọc Ngạn có mặt tại Orange County, phóng viên Đức Tuấn đã có một buổi gặp gỡ riêng với ông để có cuộc phỏng vấn xoay quanh câu chuyện 20 năm sân khấu của Nguyễn Ngọc Ngạn. Thật sự thì MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã có ý định nghỉ, từ giã sân khấu khán giả sau 5 năm tôi làm MC cho Trung tâm Thúy Nga rồi, chứ không phải đợi đến ngày hôm nay. Tôi nhớ một kỷ niệm nhỏ khi Trung tâm Thúy Nga mời nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ để thực hiện cuốn Paris by Night giới thiệu sự nghiệp của ông, Paris by Night 41. Tôi có nói với ông Lai là tìm người khác làm MC thay thế tôi. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ tưởng lầm là tôi có hiềm khích gì với ông nên tôi không chịu làm. Nhưng thật ra tôi muốn nghỉ làm MC để chú tâm vào việc viết truyện và thu băng đọc truyện. Tội nghiệp nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ lên tận Las Vegas nơi tôi đang làm show để điều đình với tôi. Rồi thời gian trôi qua, biết bao nhiêu lần mệt mỏi định giã từ sân khấu mà rồi bây giờ vẫn còn đây. Thật sự nói về 20 năm sân khấu, tức là nói về kỷ niệm trên các chương trình Paris by Night và kỷ niệm qua những chuyến lưu diễn cùng với các anh chị em nghệ sĩ. Chưa kể tôi cũng muốn nhắc đến các nhạc sĩ tôi đã có từng cơ hội làm việc chung mà bây giờ đã nằm xuống, chẳng hạn như Nhật Ngân, Văn Phụng, Hoàng Thi Thơ, Châu Kỳ, Tùng Giang, Thanh Sơn. Và mới đây là nhạc sĩ Trần Trịnh, rồi còn những gặp gỡ khi tôi thành lập nhóm kịch Thúy Nga và viết kịch bản cho họ diễn. Tôi sẽ nói nhiều nhưng nói ngắn, thí dụ phớt qua một kỷ niệm thì tôi sẽ nói ngắn bởi vì thời gian không có nhiều. Thêm vào đó, đại đa số các bài hát của ca sĩ đều do tôi yêu cầu, bởi vì từng bài hát mà các ca sĩ trình bày đều có kỷ niệm gắn bó với tôi trong 20 năm qua. Bên cạnh đó, vì đây là show Nguyễn Ngọc Ngạn nên nó phải có chút gì khác với gần 90 cuốn Paris by Night tôi đã là MC trước đây. Mỗi người trong chúng ta có một ngành nghề đòi hỏi sự chuyên môn. Như bạn là nhà báo thì bạn viết ra những điều bạn cảm thấy no đủ, nó cần để phục vụ độc giả. Còn tôi là nhà văn, tôi viết ra những tác phẩm và tôi hy vọng độc giả sẽ đón nhận. Là một người của sân khấu, tôi cũng muốn làm được những điều hy vọng khán giả yêu thích. Còn truyền cảm nhận từ phía khán giả thì cái đó chịu thôi. Mình chỉ làm được những điều mà mình cho là nên làm, đáng làm để phục vụ độc giả, khán giả của mình mà thôi. Trước năm 1975, tôi là nhà giáo. Trước khi tôi được Trung tâm Thúy Nga mời thì tôi là nhà văn. Nếu không nhờ sách bán chạy, không nhờ tên ở bên bản viết thì ông Tô Văn Lai không biết Nguyễn Ngọc Ngạn là ai để mời sang sân khấu. Cho nên căn bản là tôi là nhà văn. Bởi vậy trong lúc tôi làm văn nghệ, tôi vẫn liên tục sáng tác. Bằng chứng, tôi đã cùng với Trung tâm Thúy Nga thực hiện được 87 cuốn audiobook và truyện của tôi vẫn đăng đều trên các báo. Như vậy có nghĩa là tôi không muốn chối bỏ vai trò nhà văn của tôi. Bởi vậy trong những chương trình ca nhạc, người ta vẫn giới thiệu là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Không biết có phải mấy hôm nay anh Ngạn chỉ chết quá không mà cao máu lên tới 240. Hôm qua anh đứt gân máu, cũng may không đứt gân máu ở đầu mà đứt ở mũi, nên máu ọc tuôn ra như suối, ướt đỏ hết cả áo anh. Sau khi đưa đến bác sĩ Mai Cơn Đảo cấp cứu đêm qua, anh đã cầm máu. Hôm nay là ngày quay chủ đề nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Anh Ngạn mà không làm MC được thì Kỳ Duyên chịu thôi. Chưa dừng lại ở đó, MC Kỳ Duyên còn chia sẻ khi quay chương trình, mỗi lần quay hơn 4 tiếng đồng hồ khiến người càn sức khỏe. Chính cô chia sẻ còn chịu không nổi, huống chi MC Nguyễn Ngọc Ngạn nay đã U80. Mỗi lần quay xong, vô phải thở oxy. Cô chia sẻ thêm, khổ nỗi hôm nay lại làm 2 suất liên tiếp, mỗi suất hơn 4 tiếng. Ca sĩ hát một bài, nghỉ nguyên buổi, MC sau mỗi bài phải ra. Người trẻ và khỏe như Kỳ Duyên còn mệt, huống chi anh Ngạn năm nay đã U80, cứ sau vài bài lại phải vào hít oxy. Thương quá, anh ráng lên, em hứa từ nay sẽ không chọc ghẹo phá phách cho anh tức sôi máu, hoặc mặc đồ cho anh nhìn lên mão a. Anh ráng sau show này nghỉ khỏe đi anh, bỏ mọi việc ngoài tai đi anh, chuyện nhà rồi cũng qua, khán giả luôn yêu thương anh và Thúy Nga, phải không quý vị?
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.